sẽ học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con trâu. Con trâu. Con trâu kêu thế nào? Của nó có màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Con trâu ăn gì? Cỏ. 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 Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con trâu. Con trâu. Con trâu kêu thế nào? Của nó có màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Con trâu ăn gì? Cỏ. 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 Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con trâu. Con trâu. Con trâu kêu thế nào? Của nó có màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Con trâu ăn gì? Cỏ. 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 Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì?
Con trâu. Con trâu. Con trâu kêu thế nào? Của nó có màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Con trâu ăn gì? Cỏ. 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 Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé.